Chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Kiên Trung Audio, có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Quế, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong ngày hôm nay thì Xúc Kiên Trung lại về được một số các cặp loa giá trông rất tầm tiền. Trước khi đi vào giới thiệu những cặp loa của ngày hôm nay thì cho phép Kiên Trung gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã đăng ký kênh, đã subscribe, đã comment, đã cổ vũ Kiên Trung trong suốt thời gian vừa qua. Và các bác nào hiện đang xem mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn cái nút đăng ký kênh màu đỏ bên tay phải để ủng hộ cho Xúc Kiên Trung, để Xúc Kiên Trung có động lực đem đến những cái sản phẩm hay nhất, đẹp nhất với giá thành hợp lý nhất, đúng với như tiêu chí tại của Xúc Kiên Trung là hàng thật, giá tốt, đem đến cho các bạn nhiều cái sự trải nghiệm thật là thú vị. Và trước mắt các bác ngày hôm nay là có 5 cặp loa mà Xúc Kiên Trung muốn giới thiệu với các bác. Những cặp loa này thì là được Xúc Kiên Trung cũng tuyển chọn từ bên kia. Và mấy hôm trước thì còn chưa có lau chùi, hôm nay thì lau nhân viên kỹ thuật bên Kiên Trung mới lau chùi qua một chút thì để lên hình để cho giới thiệu cho các bác. 5 cặp loa về ngày hôm nay thì có 4 cặp loa thì đầy đủ lưới, tem mác, và có một cặp loa thì hiện tại là mất lưới. Thì Xúc Kiên Trung giới thiệu luôn cặp loa đầu tiên này. Đó là cặp loa Biatone DS77HRX. Cặp loa này thì sở hữu một bát 32, màng carbon, gân vải thì Kiên Trung đã gây thay vào gân mút rồi. Một chung 16 và một chép dom. Chép dom của cái dòng Biatone này thì đã nhiều lần giới thiệu với các bác là nó là dòng chép Tiboron. Những cái dòng chép này thì tiếng rất là sáng. Cặp loa có chiều cao là 70 cm, chiều rộng là 38 cm và chiều sâu là 32 cm. Sở hữu một bát 32 màng carbon, một chung 16 này, công suất là 230W một chiếc, trở kháng là 6 ohm. Cặp loa này về trong tình trạng là mất lưới và hai cái mũi bát thì nó hơi nhăn một chút. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất âm. Kiềng rất là sáng, kiềng vẫn còn sáng nét luôn. Đó, quay cận cảnh cho các bác xem, kiềng vẫn còn sáng nét luôn. Đối với cặp loa này là 77HRX thì công suất 230W thì các bác hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thoải mái luôn. Góc cạnh của cặp loa này bom bê rất là đẹp nhá. Tất nhiên là nó vận chuyển về thì nó hơi có một chút nhăn một chút này, nhưng mà nó không có bong chóc nhá, hoàn toàn không bong chóc nhá. Thùng vách rất là đẹp luôn. Đó. Tốt, cặp này là có cái số ký hiệu là đuôi là 997. Chiếc này là 263. Cặp loa về trong tình trạng mất lưới và Kiên Trung sẽ để cho các bác mấy cái giá cực kỳ ưu đãi luôn nhá. Mất lưới này. Biatone 77 HRX. Công suất 230W,
Bát 32. Cặp này shop Kiên Trung để cho các bác với giá là 6,5 triệu đồng. 6,5 triệu đồng cho cặp loa Diatone 17 HR Bát 32. Cặp loa thứ hai là cặp loa Victor 05. Cặp loa này thì hôm trước cũng đã chụp mở ảnh cho một vài bác rồi. Nhưng đó là cái dòng loa Zero Five thì Kiên Trung cũng bán hết rồi. Cặp Zero với Zero Five thì cấu hình nó như nhau. Cặp này còn đẹp hơn những cặp trước rất nhiều ạ. Đây các bác xem. Thùng quách vuông vắn. Sở hữu một bát 30. Gân mút màng giấy, màng sóng giấy. Một chung đom là 14 cm và sở hữu chép điện 05 với hai tinh chỉnh hai bên, có giải mít và giải chép. Cặp loa gồm hai lỗ thở đằng trước nên đánh rất là lực luôn và rất tiện cho các bác kê bày ở bất kỳ không gian nào trong nhà. Cặp loa sở hữu chiều cao là 68 cm, chiều rộng là 37 và chiều sâu là 32, ê căng đầy đủ tem mác. Với cặp loa này shop Kiên Trung đang bán với giá 5,5 triệu đồng. Với một cặp loa đẹp như thế này thì các bác cứ yên tâm là cái giá của Kiên Trung thì luôn luôn tốt, hàng thật giá tốt nhá. Giá tốt rồi nhưng phải hàng thật. Đấy. Công suất là 120 W, trở kháng là 8 ohm. Victor 05 rất là đẹp luôn. Thùng quách vuông vắn luôn, không bể nở luôn. Đấy. Màu vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, các bác xem. Zero 05. Đấy. Hai cầu loa rất là vẫn còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn nhé. Victor 05. Bát 30. Màng giấy chép đom. Màng giấy chung đom và chép điện. Nhưng đối với cặp loa như thế này thì khuyến cáo các bác là không nên hát quá to. Nếu mà các bác mà muốn hát thì các bác phải có cái đấu với tụ để tránh cháy tép điện nhá. Nhưng cơ bản là cái cặp này thì nên không nên hát, chỉ nghe nhạc thôi, rất là hay. 5,5 triệu đồng cho cặp loa này. Tiếp theo là một cặp loa Pioneer CST66. Cặp loa này thì shop Kiên Trung cũng thường xuyên có hàng, hôm trước cũng bán 3-4 cặp này rồi. Hôm nay về được cái cặp này cũng rất là đẹp, đầy đủ lưới, đầy đủ tem mác. Sở hữu một bát 25 gân lụa, gân vải, màng giấy, chép đom, chung đom. Chung chép là để lọc hoa khế, sở hữu hai tinh chỉnh hai bên. Công suất là 60 W, trở kháng là 8 ohm. Có chiều cao là 60, chiều rộng là 35 và chiều sâu là 31 cm. Thành quách vuông vắn rất là đẹp. Với cặp loa Pioneer T88 này, T66 này thì shop Kiên Trung đang để cho các bác với giá cực kỳ ưu đãi, với giá 5,8 triệu đồng. 5,8 triệu đồng cho cặp loa T66 đẹp xuất sắc. Thùng quách đây, mời các bác xem. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Đây để quay luôn đằng sau cho các bác này. Đó, rõ ràng. Đó. Rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh không bể lở, vẫn còn cái tem bán ở siêu thị. Đó. Về nó có cái giấy đấy nhưng mà nhiều khi quá trình vận chuyển thì nó lại bung mất cái giấy khai sinh đằng sau. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. 5,8 triệu đồng cho cặp loa Pioneer T66. Đây lưới của nó rất đẹp đây này. Các bác xem lưới rất đẹp luôn. Đầy đủ tem bác. Riêng cái lưới zin này thì các bác đậy vào và là nhìn thấy hết quả cái loa bên trong. Tiếp theo một cặp loa Pioneer CF F900. Bát 30. Màng giấy, gân xếp vải tầm dầu, chung giấy và hai chép. Pioneer CF F900. Cặp loa này thì hiện tại shop Kiên Trung đang bán với giá 8,5 triệu đồng. 8,5 triệu đồng nhá. Căng cước, căng lưới đầy đủ tem mác, rất là đẹp luôn. Căng của nó là căng màu cái vải màu hơi nâu nâu các bác nhá. Vải zin của nó là vải màu nâu nhá.
góc cạnh thùng qua quạnh đẹp luôn. Nó có hơi cấn một tí ở trên này nhưng mà không đáng kể. Đó là nguyên bản. Hàng của shop Kiên Trung thì luôn luôn là hàng thật. Và cố gắng là làm sao giá tốt nhất cho các bác. 8,5 triệu đồng trong cặp loa Pioneer F900 đẹp. 4 loa trên một thân thùng. Cặp loa F900 này thì có chiều cao là 73 cm, chiều rộng là 38 cm và chiều sâu là 32 cm. 60W một chiếc, trở kháng 8 ôm. Với những cặp loa như này thì các bác nghe nhạc Bolero thì quá tuyệt vời rồi. Rất dễ ghép âm ly. Cứ Pioneer hoặc là các cái dòng Sansui công suất từ 150-200W đều có thể đáp ứng được những cặp loa như thế này. Thùng quách vuông vắn rất là đẹp luôn. Không có gì để chê ở những cặp loa như thế này cả. 8,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CFF900. Và cuối cùng là một cặp loa Victor GS 550. Hôm trước về thì cũng quay nhá cho các bác rồi. Thì một số bác thì bảo là quay cận cảnh một chút nữa. Thì hôm nay thì Kiên Trung quay cận cảnh cái cặp loa này cho các bác. Lưới nó rất là chặt luôn. Đó. Sở hữu một cái màu vân gỗ rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Bát 30. Màng giấy gân vải tầm dầu. Trung giấy gân vải và chép giấy cũng gân vải tất. Gồm hai tinh chỉnh hai bên. Đó. Mũi này là cái mũi vải nhá. Mũi mài vải thì không bao giờ sợ rách cả. Nó đây là do nó vận chuyển thì cứ hút ra cái là xong thôi. Cái này thì không có ảnh hưởng gì cả. Cặp loa có lỗ thở đằng trước nhá. Những cặp loa có lỗ thở đằng trước như thế này thì các bác có thể kê vào bất kỳ không gian nào mà không ảnh hưởng chất âm cả. Thì lỗ thở nó đẩy ra đằng trước. Cặp loa GS550, Bass 30, Bowie, tất cả đều màng giấy gân vải tẩm dầu. Có chiều cao là 70 cm, chiều rộng là 38, chiều sâu là 32. Đầy đủ tem mác, đầy đủ lưới. Cọc loa đầy đủ. Về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đây, thùng quách đây. Cặp này số đuôi là 024. Made in Japan. Trước này là 997 các bác nhá. Thùng quách rất là đẹp luôn đây này. Không có điểm chê. Với cặp loa Victor GS550 Bass 30 Bowie thế này. Công suất là 50W một chiếc, trở kháng là 6 ohm. Thì shop Kiên Trung đang bán cho các bác với giá cực kỳ ưu đãi là 5,2 triệu đồng cho một cặp loa như thế này. Tất cả những cái hàng của shop Kiên Trung đều bao zin, bao xịn và giá bán công bố không bao gồm phí vận chuyển. Các bác nhá, các bác lưu ý là tất cả cái giá của Kiên Trung công bố là không bao gồm phí vận chuyển. Các bác chỉ cần cọc từ 500k đến 1 triệu đồng thì shop Kiên Trung sẽ gửi cho các bác về tận nơi. Các bác về kiểm tra hàng đúng như những gì cam kết thì mới nhận và thanh toán hàng cho bên bưu điện. Các bác nào ở gần thì có thể qua ngõ 562 phố Thụy Khuê để trực tiếp test sản phẩm và lựa sản phẩm. Thế còn các bác nào ở xa ấy, thì hoàn toàn có thể là yên tâm là inbox vào cho Kiên Trung. Kiên Trung sẽ chụp chi tiết từng cặp loa và test từng cặp loa để cho các bác có cái nhìn khách quan nhất về những sản phẩm của mình nếu có ý định mua. Mọi chi tiết về giao dịch thì các bác gọi trực tiếp cho Kiên Trung theo số điện thoại 0968 366 369 hoặc đến tại shop ngõ 562 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Mọi cái chi tiết mua hàng thì các bác cứ gọi điện cho Kiên Trung là một cách nhanh nhất. Chứ nhiều khi các bác inbox thì Kiên Trung cũng trả lời được, có thể là chậm trễ hơn. Các bác có nhu cầu gì thì hãy để lại bình luận với comment. Kiên Trung sẽ nhanh chóng phúc đáp những cái ý kiến của các bác. Các bác gặp lại lần nữa. Yatone 77 HRX mất lưới, giá 6,5 triệu đồng.
Victor 05 bát 30 bao quay chép điện, thùng vách đẹp, lưới được căng đầy đủ, 5,5 triệu đồng. Pioneer T66 đẹp xuất sắc, giá 5,8 triệu đồng. Pioneer F900 bát 30 bao quay 4 loa châm chân thùng, sốc kinh trung đang bán với giá 8,5 triệu đồng. Và Victor GS550 bát 30 bao quay bằng giấy gân vải, sốc kinh trung đang bán với giá 5,2 triệu đồng. Video của ngày hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với Kiên Trung nhé. Cho phép Kiên Trung dừng video rồi tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bác.